Xin chào và cảm ơn quý vị đã quay trở lại với bản tin KTV ngày 16 tháng 11 năm 2022. Bản tin hôm nay, sau sự sắp đổ của sàn FTX, Giám đốc điều hành Bernard Changpeng Zhao đã chia sẻ 6 yêu cầu quan trọng nhất mà mọi sàn giao dịch tập trung nên áp dụng. Trong một bài viết, CEO Bernard Changpeng Zhao đã chia sẻ những yêu cầu quan trọng nhất mà mọi sàn giao dịch tập trung lành mạnh nên có để duy trì niềm tin khách hàng giữa thời điểm sàn giao dịch đối thủ FTX đang ngàn cân treo sợi tóc. Các nguyên tắc được CZ nêu ra ngắn gọn như sau: không mạo hiểm đem tiền người dùng đi đầu tư, không bao giờ sử dụng token gốc native token làm tài sản thế chấp, chia sẻ minh bạch bằng chứng lưu giữ tài sản khách hàng, đảm bảo nguồn tài sản dự trữ mạnh mẽ, tránh sử dụng đòn bẩy quá mức, tăng cường và thực thi các giải pháp bảo mật. Ông Zhao viết, chúng ta không thể để một vài kẻ xấu làm ảnh hưởng đến danh tiếng của toàn ngành này khi vẫn đang ở giai đoạn rất sơ khai. Vai trò của chúng tôi, trước hết phải bảo vệ người dùng. Trong buổi AMA diễn ra vào ngày 14 tháng 11, ông chủ Bernard cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý toàn cầu. Bên cạnh quỹ phục hồi được ông tung ra với định vị cứu nguy cho các dự án bị ảnh hưởng từ cú sập FTX, cảm ơn quý vị đã xem hết video. Nếu thấy bổ ích, hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất.